Ngày 3 tháng 4 tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã tới và làm việc với VSM về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tham dự hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh. Báo cáo với Tổ công tác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. VSM đã tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với đề án cổ phần hóa, chủ động thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến hết tháng 3 năm 2018 và kiến nghị 5 vấn đề về cổ phần hóa, các mỏ nguyên liệu, về hoạt động của nhà máy xi măng Đại Việt, vấn đề tăng năng lực sản xuất và giải quyết tình trạng cung vượt cầu của toàn ngành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, với yêu cầu thị trường và tình hình hiện nay, Thủ tướng đang quyết liệt giao các bộ, ngành địa phương, lãnh đạo Tập đoàn Kinh tế Nhà nước tập trung cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh để cắt bỏ các rào cản gia nhập thị trường, cắt giảm chi phí để tạo ra sự cạnh tranh sản phẩm mạnh hơn. Vấn đề thứ hai là rất quan tâm của Thủ tướng, đó là phải củng cố tốt bộ máy. Trong đó vấn đề quan tâm vấn đề quản trị, trong đó vấn đề liên quan đến sắp xếp lao động hướng tới để hiệu quả, và tiết kiệm nhân công, tiết kiệm nhân lực và tinh giản bộ máy là giữa doanh nghiệp nhà nước và liên doanh với nước ngoài hoặc liên doanh với tư nhân thì muốn nói là hiện nay chúng ta đang cần phải xem xét lại, sắp xếp lại nhân lực, nhân công. Ngoài ra, Thủ tướng rất quan tâm đến công tác quản lý đất đai, tài sản, ngay cả trong liên doanh, liên kết, các sản phẩm phụ, các sản phẩm nguyên liệu đầu vào, các sản phẩm phục vụ cho nhà máy xi măng để tạo chuỗi liên doanh, liên kết. Đặc biệt, VSM phải rất quan tâm đến môi trường, xử lý tốt môi trường để phát triển bền vững.